Rồi, chào mừng đã quay trở lại. Trên tay mình đang là một thiết bị dành cho những ai thường xuyên quay phim và thu âm bằng điện thoại di động. Microphone không dây Komica Vimo S. Và phiên bản này trên tay mình đang là một cái phiên bản màu trắng, nó có một tùy chọn nữa màu đen. Và phiên bản này là có cổng kết nối Type-C dành cho những bạn nào mà sử dụng những cái mẫu điện thoại có cái cổng kết nối tương tự như thế này, hoặc là dùng PC, laptop. Và nếu như bạn đang sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ phải mua cái phiên bản có cổng Lightning. Phiên bản này cũng đề cao tính di động khi có kích thước siêu nhỏ gọn, nhưng vẫn có đủ bộ thu và hai bộ phát tích hợp trong một dock vuông đồng màu. Bên trong dock là hai bộ phát với logo Komica, gắn dạng kẹp khá là gọn. Phần màn hình hiển thị của dock thì sẽ hiển thị phần pin còn lại và báo pin sạc ngay khi để mic vào bộ sạc. Ở bên hông dock chúng ta sẽ có một nút bấm, các bạn nhấn vào đây thì sẽ báo pin ngay. Phần bộ thu có 500 W vào dock, có sẵn cổng C. Chúng ta sử dụng chỉ cần cắm ngay vào thiết bị, rồi chọn cài đặt thu từ mic là sử dụng được ngay. Nó có đèn hiển thị kết nối này, có nút chọn chế độ thu và nút điều chỉnh âm lượng dạng bánh xe xoay. Ngoài ra thì nó còn đi kèm với một vài dây kết nối và bung lọc nữa. Tổng thời gian sử dụng của bộ mic này được hãng giới thiệu lên tới 15 giờ và có thể ghi được âm thanh 48 kHz, 24 bit. Và sau thời gian mình trải nghiệm chiếc mic này thì có một số điểm mà cá nhân mình khá thích và cũng có một số điểm mà mình rất không thích đối với phiên bản Vimo S. Đầu tiên thì nó gọn nhẹ và kết nối khá nhanh, tuy nhiên lại gặp hạn chế chỉ có thể dùng cho điện thoại và máy tính. Và nó có hai phiên bản, một là cho cổng Type-C cũng như là cổng Lightning. Và nếu như các bạn dùng iPhone thì các bạn sẽ phải mua riêng cái phiên bản đó. Mình cũng thắc mắc là tại sao hãng không làm một cái chân kết nối thay thế nha. Thêm nữa, giống như chiếc Vimo C trước đó mình từng trải nghiệm, thì mình không thích chất lượng build của chiếc mic này. Nó không tạo cảm giác cao cấp và phần dock nó khá là ọp ẹp. Tuy nhiên thì chiếc mic này thuộc phân khúc giá rẻ, vậy nên chúng ta cũng không thể nào kỳ vọng nhiều hơn được. Điều quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm thực tế. Chúng ta hãy cùng test chiếc Vimo S này thu âm trực tiếp 100% bằng nó với thiết bị máy tính để xem chất lượng âm thanh thu được sẽ như thế nào nhé. Ok, và hiện tại thì mình đã kết nối xong cái chiếc Komica mic của mình. Và bây giờ thì mình đang gắm nó với chiếc MacBook và chuyển hoàn toàn sang thu âm bằng chiếc mic này. Như mọi người thấy ở đây. Và không biết là chất lượng âm thanh mà mọi người nghe được như thế nào. Thì hiện tại mình đang ở một trong căn phòng kín và ở bên ngoài thì đang đập nhạc, bởi vì đây là một cái không gian quán cà phê. Và không biết là cái chất lượng âm thanh thu được nó có tốt hay không, nó có bị tiếng ồn hay là tiếng nhạc vào hay không, thì mọi người hãy thử nghe và đánh giá xem sao nhá. Và ok, thì để khách quan hơn một chút nữa thì hiện tại mình đang ngồi ở trong một cái góc nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, mình sẽ đi thử ra xa hơn một chút, bởi vì bình thường chúng ta quay video thì chúng ta cũng sẽ đi ra xa khỏi khung hình đúng không? Và khi đi ra xa khỏi khung hình thì không biết là chất lượng âm thanh thu được nó sẽ như thế nào. Ok, mình sẽ điều chỉnh ra đây một chút. Và mình sẽ đi xa dần để xem là các bạn có nghe được hay không, tín hiệu nó có tốt không nhá. Ok, và ở đây thì sẽ qua một cái lớp rèm và mình sẽ đi ra bên ngoài để xem là qua cái lớp rèm này thì mọi người có còn nghe được cái âm thanh của mình không nhá. Ok. Ok, và vị trí đứng ở đây thì cũng có khá nhiều tiếng ồn và bị cắt một lớp rèm. Thì không biết là mọi người có nghe thấy âm thanh của mình vừa thu âm không. Mình đang đứng ở ngoài quầy kia, nó cũng khá là ồn và còn qua một lớp rèm nữa. Và hy vọng rằng thì khả năng thu âm của chiếc mic này tốt đến mức mà chúng ta có thể nghe được và thu âm xa được đến như vậy. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ vừa đi chụp nhật và tiện thể thì mình sẽ test cái mic này luôn. Và hiện tại thì mình đang ở trong thang máy. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi xuống tầng 1 của Toko Camera ở trong phòng. Và mình sẽ đi ra ngoài đường để xem là có tiếng xe cộ các thứ thì cái chiếc mic dành cho di động này nó có ok hay không nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Bây giờ thì mình đang đứng ở ngoài đường. Bây giờ mình sẽ thử xem là chiếc mic này nó có thể khử được những cái tiếng ồn của xe cộ hay không. Và mình sẽ đi sang bên đường bên kia để vứt rác, xong rồi mình sẽ vừa đi vừa nói để cho mọi người nghe thử nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi sang đường đã. Ok, và không biết là ở đây thì mọi người có nghe âm thanh của mình không, khi mà có rất nhiều tiếng xe cộ như thế này. Hy vọng là mọi người vẫn nghe được. Rồi, và bây giờ thì bạn cameraman sẽ quay trở lại bên đường bên kia và mình sẽ đứng ở khoảng cách này để xem là tiếng có thu được hay không nhé. Chúng ta hãy thử xem là âm thanh thu được có tốt hay không nhá. Và hy vọng rằng khả năng thu của chiếc mic này sẽ tốt và không bị mất tín hiệu. Ok,
Rồi, và mình cũng về đến nơi rồi. Bây giờ thêm một bài test nhỏ nữa là mình sẽ đứng sau cái cánh cửa này để xem có thu âm được không nhá. Ok, và không biết là ở khoảng cách này thì mọi người có nghe được âm thanh của chiếc Vimo này nữa không? Và nếu như các bạn nghe được và có đánh giá gì thì đừng quên để lại bên dưới comment nhé. Và các bạn, sau khi xem video này cũng như là nghe thử âm thanh thu từ chiếc Vimo S này, bạn có đánh giá sao về cái sản phẩm này? Liệu nó có phải là một cái tên đáng sở hữu hay không? Đừng quên để lại comment bên dưới cho chúng mình biết đấy nhé. Và xin chào và hẹn lại trong những video tiếp theo. Hãy nhớ nhấn like, subscribe để ủng hộ chúng mình nhé.